Chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu mọi người chiếc tủ cắt lọc sét 3 pha 100A thì vẫn quen thuộc. Đây là cái nhận diện của mình. Và dưới đây là cái đèn ba cái đèn báo pha của 3 pha. Ở đây dây nguồn nối với đèn báo pha đây. Dây tín hiệu. Và cái tủ này là tủ cắt lọc sét đa lớp. Ở đây là van đẳng thế. Đây là hệ thống van đẳng thế của 3 pha 4 line. Và cái tủ này có gì đặc biệt? Cái tủ này thì dùng bộ lọc với dòng danh định là 100A và nó được thiết kế là dùng cho 4 line luôn, 3 pha lửa và một dây trung tính. Đó. Thì mọi người có thể tham khảo gì những cái bộ lọc thường ấy, ở trên thì chỉ có 3 dây lửa thôi, nhưng mà dây trung tính thì không được lọc. Thế cái này làm là rất là đặc biệt như vậy. Cái thứ hai nữa là cái đặc biệt thứ hai nữa là cái tủ này được tích hợp bằng cái nọc tầng cuối là thiết bị Pro Sugar của Mỹ. Cái này có cái dòng cắt cực đại là 50K. Đây con V50 đây. Và vẫn thông thường. Điện áp cao nhất là 420V. Và điện áp dòng cắt đối với dòng cách cắt danh định hoạt động bình thường là 20K. Và cái IMAX dòng cắt cực đại là 50K. Và cái thời gian để xả điện áp từ điện áp cao xuống điện áp thấp với thời gian là 8 trên 20 micro giây. Và với mọi người thì có thể nói rất nhanh 8 trên 20 micro giây. Họ cũng chả biết là cái gì thì mình cũng xin giải thích thinh ngay là để thời gian xả điện áp về cái mức bình thường là mất thời gian trễ là 8 đến 20 micro giây. Cho nên là mọi người mua những cái này về có lắp vào thiết bị gia đình nhà mình thì nó vẫn chết bình thường, có đắt bao nhiêu, có những cái SPD nó lên đến 17 triệu lắp vào gia đình thì nó vẫn chết. Vì sao? Để cái thời gian 8 đến 20 micro giây thì với cái tốc độ của điện chạy là xấp xỉ 300.000 km trên giây thì với 20 microgiây này mắc nó đi cái dòng điện nó đi vùng quanh nhà mình mấy vòng rồi, nó rơi vào khoảng gần 600 m, 600 m thì nó đi được mấy vòng trong gia đình rồi thì thiết bị nó vẫn chết. Và tại sao thì có người hỏi mình là anh ơi sao nhỉ, em mua SPD về lắp mà sao nó vẫn chết, là lý do đấy. Hoặc là một số bạn là làm mấy cái tủ chế độ ấy, quấn mấy cái vòng dây lằng ngoằng chế độ ấy, thì mình cũng nhân tiện này mình cũng nói thêm, mình cũng 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 kể câu chuyện là chỗ mình thì là gần khu công nghiệp Đồng Văn, nó là một trong khu công nghiệp lớn của Việt Nam ấy. Nó không thể so sánh với Bình Dương hay Sài Gòn hay là Bắc Ninh được, nhưng mà nó cũng là top 10 khu công nghiệp, bởi vì nó có công khu công nghiệp từ 1 đến 4 ấy, thì ở đấy thì thiết bị rất là nhiều và có rất nhiều công ty ở đấy thì thiết bị người ta bị hỏng hỏng vì một số cái thiết bị của mấy cái bạn bạn ấy chế độ. Sau đó thì các cái anh quản lý về điện anh có đến đây anh ấy mới xem mình và mình diễn giải ra xem cái thiết bị của mình thì anh ấy quyết định anh đặt đặt rất là nhiều. Và tại vì sao mọi người mới thấy dạo này mình ít
Đang lên là như vậy, bởi vì mình còn phải làm các cái đơn hàng để kịp để trả cho các anh ấy. Thì trước thì mình cũng hay làm cho các anh châu đào đào Bitcoin, đào ETH ấy. Thì đối với những cái thiết bị này, bao giờ lắp vào trong gia đình, ở trong cái nguồn điện ấy thì giảm nguồn điện khoảng 4%, 4% công suất. Thì mấy cậu cậu ấy đào Bitcoin, cậu bảo anh ơi em mỗi tháng em giảm được mớ tiền điện anh ạ. Thì cái này mình không nói sâu nữa, bởi vì nếu ai hỏi gì thêm mình sẽ trả lời. Thế còn những cái độ chế thì thứ nhất là nó không có ít tác dụng, mình không nói là không có tác dụng mà nó có ít tác dụng. Với cái bộ lọc này thì nó rất là tiện dụng, bởi vì và nó lọc sạch các cái nhiễu. Nhiễu nó chỉ cho cái tần số điện dao động của điện lưới 50 60 Hz đi qua, hoặc là những cái nhiễu nào mà có 60 Hz đến 50 Hz đến 60 Hz đi qua thôi. Thì mình cũng giải thích với mọi người là chỉ cần qua cái bộ lọc mà nó triệt tiêu gần như hoàn toàn, mình chỉ nói dám nói là gần như hoàn toàn, tại vì với cái nhiễu mà 50 60 Hz thì nó không 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 triệt tiêu được, còn ngoài cái dải 50 60 Hz thì nó triệt tiêu gần như hoàn toàn, không cho đi qua mà nó sẽ dập hết xuống mát. Thì cái tủ này nó là như vậy. Thì nó chỉ có khi mà sử dụng thì nó rất là tốt đối với người ta, cảm nhận tốt nhất là đối với các cái thiết bị mà có cái độ chính xác cao. Hoặc là khi chúng ta lắp vào, khi chúng ta dùng bình thường chúng ta dùng ampe kìm chúng ta kẹp kẹp để chúng ta biết ngay là nó dòng ngắn ít hơn, và chúng ta kẹp trước khi chưa lắp tủ, kẹp vào sau khi lắp tủ thì chúng ta so sánh là sẽ thấy. Thì mình cũng giới thiệu cái sản phẩm này để mọi người tham khảo, chúc mọi người tìm được cho mình một cái thiết bị bảo vệ an toàn nhất cho gia đình. Chào tạm biệt.